Vâng, chào anh em, đây là video đầu tiên của năm 2019 nha. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết, tôi vẫn chưa mở cửa hàng, ngày mai tôi mới mở cửa hàng. Hôm nay tôi cố gắng một buổi đi câu này, cả câu lăng xê lẫn câu lục kết hợp luôn. Tôi sẽ chốt một câu này anh em. Đây, cám gạo này anh em. Đầu năm vô ánh mè cho gấu đánh mè đánh trôi à, tôi khoái nhất cái bài này, câu cái bài này thôi. Cân gạo à, cân cám gạo à, ok à, mè miếc các kiểu linh tinh. Mè hôm trước Tết tôi bỏ vào nhưng mà nó ngấu lắm rồi anh em xem nhá. Đó, anh em xem này, nó rất chi là ngấu rồi này. À, cho cái hôm trước tôi cho cái gì nhỉ, hôm trước cho bún nên là nó ngấu rất chi là nhanh. Nhìn rất chi là ngon này. Rồi, hai anh chàng này à, đảo lên. Ok, thính nền. Phép vào. Đó, thính lên anh em. Tiết kiệm thôi để câu dần 4 bát con. 3 4 bát gì đấy thôi. 3 bát đi. Ok anh em, 3 bát nha. Cái thùng thính lên cả 5 rồi. Rất chi là tiện. Đó, lại đảo hai món này lên. Đầu xuân khai cần, hy vọng là không bị móm. Ok anh em. Cảm chứng. Vẫn như mọi khi thôi. Clip của tôi thì nói thì thế thôi. Của anh nó hiệu quả, cứ làm thôi. Một gói cảm chứng. Ok. Thính chạo. Đấy, vẫn như mọi khi là hôm trước Tết câu chỗ này sót lại khoảng 2 lạng thì vẫn thiếu, tí lấy thêm ở túi kia. À, xin chào anh em. À, nó rơi khoảng 5 lạng kính chào. Ok.
ba quả trứng gà, ba trứng gà ta, à quên, ba trứng gà đỏ, đỡ tốn tiền. Ok rồi, xốp rồi, ok. Đảo đều lên, ta có một ổ thính câu lục trôi mè thập cẩm chi khương. Thế nó xong thôi, anh em đơn giản không? Quá đơn giản. Có cái thính này nó ủ nên anh em làm trò gì cũng được. Anh em muốn câu thêm chấm chép, cho thêm thóc mầm, ốc. Đơn giản thôi. Ok, cho vào túi bóng. Ra hồ của anh Chiến. Rất đi là nhanh đúng không anh ạ? À, đầu xuân năm mới thì cho tôi gửi lời hỏi chúc sức khỏe đến tất cả anh em có mặt ở trên kênh của tôi. Sang năm mới an khang thịnh vượng. Ok anh em. Đó, xong. Đó, ok anh em, xong rồi. Bây giờ chuẩn bị ra hồ câu thôi. Ra hồ câu thì tôi sẽ tiếp tục quay phim anh em xem. Ok anh em. Em ạ. Chắc mè. Mè nó vào từ nãy mà. Giờ mẹ bằng cái Ui. bàn Là tay. con à? Thôi con đầu tiên vậy. Mùi này mùi mè. Mùi mè. Ui, đứt rẻ nó chạy vào nó nổi lên luôn Mà như này quay làm gì? anh. Cứ thôi kệ, coi như được con đi. Mùi này mà chép mà ăn. Nhưng mà quay vào trong này có thấy đấy chăng? Chắc phải chép. Chắc phải chép ngu đúng không? Hôm trước em làm 11 con dép thì toàn 11 con ngu hết. Không, nhưng mà thời tiết này thì không chép gì. Thời tiết giữa trưa thì thời tiết nào mà chép phải ăn. Mùi chua không? Mẹ tưởng con làm gì. Ôi động viên vậy. À, con đầu tiên nhỏ. Con thua. Nếu mà chát thì chắc mù. Trời ơi. Con thứ hai. Chắc to lắm đấy, con này phải yến đấy. Trồng hết cả cần. Đó kìa, chui gốc cây ra. Không khéo lại rụ phí lên. Mè. Chạy trôi á, dứt phát phèo luôn. Con mè thứ Phèo, hai. đóng mồm à. Mang. Mang. Con mè giống. Được giật là số mè này làm một quái ăn thì ngon đấy. Ừ, cái mè mà có dưới dưới một cân bịt này thì mẹ ngon. này. Bật lưỡi vào mặt Bật thì đấy. giờ Còn có mỗi một móc. đeo lâu nổi thế. Rồi cho vào đi. Hay bán cho con đi. Để làm. Thôi cá con này anh mua gì, Mê làm gỏi. anh câu toàn cá to, thì cá bé tí này anh ăn Gọi gì. ra làm gỏi. Được làm nhà sướng rồi. À, Long Mỹ Đình. À, nhà mình vừa lại có cả cái bột đậu tương rồi. Để tái ra. À, có cả bùi tạo. Mẹ nó con đi. Đi. Con nhà nhỏ này là hay. Quê thì cũng bữa. Rồi anh. Nhá. Không anh ạ. Ui, rồi ôi. Ui, nó bản á. Không, cái con này về mẹ. Đúng là gỏi chuẩn đấy anh. Con thứ hai. Dây à? Con.
toàn cá mù nó vào mà. Thứ ba, còn thứ ba anh em nhá. Ôi giời ơi, chắp vàng vãi cả cứt. Con này thả mẹ ra, đằng đéo nó là chả chết. Anh ạ, thả ra xem sống được đến bao giờ thì sống. Đây, thả sang bên hồ vất rủ, à sang bên kia. Không chết đâu, không chết đâu. Vâng anh em, ông anh vừa xuống, ông ấy làm cho hỏng mất mấy con. Ông hỏng làm hỏng mất ba con được thì chính xác bây giờ mới được hai con mè mới có một con cá chép vàng thôi. Chép vàng thì thả đi rồi. Ok anh em, bây giờ lại hơi sóng rồi này đó. Lại đi có ông anh, bây giờ có một mình chả biết quay phim kiểu gì. Ok anh em, cầm một quay hỏi anh em ơi, lăng xê đóng con đầu tiên nhá, cẩn thận tay nó che mất mọi người. To đi. To lắm. Mấy con. Ít chỗ này mới lạ. Đây, đừng tạo dáng đi. Đâu tận đâu, cẩn thận nó móc ra cái bè kia. Con này chắc là bị ấy. Con này chắc bị nghiện rồi tiêu. Thành câu lục thôn chuối chuối lạ. Ôi nó chạy sang bên kia rồi. Từ từ thôi, nó đang khỏe, cứ nằm từ từ mà. Mẹ. Mẹ tàu à? Nó nằm ngang thế rồi kéo nó chẳng lặng. To đấy. Lắm quá. Kéo vào. Nó ngang. Đi đâu
Ôi đi vẽ cái đầu ma nó canh giật cả mình. Con này là con gì đấy? Mè tàu rồi. Mè tàu. Mè tàu, mè tàu, mè tàu. Hay là chấm. Mè tàu. Mè tàu. Con này to lắm. Nó bị dính từ vào ở dưới sao? Sao? Bên thằng này bỏ vớt ra rồi. Ôi rồi, đóng vào đéo đâu, đóng vào mang ông ơi. Cái này nó cứ xoay xoay đéo à? Đâu nó sợ đây, nó nhìn thấy vật nó sợ. Biết rồi, từ trong hàng thôi. Để cho nó một lúc nữa đi. À, lúc đéo ấy. Ở đây anh em hàng nhá, hàng nhá, hàng lăng xê nhá. Tổ sư chuối tây à, chuối tiêu thì lại dính con này. Rồi lên lên đi em, lên đi em. Úi giời cong. Cong cần. Tôi đưa lôi túm sát vật vào. Ôi giời nó lôi cần sướng lắm anh em ạ, cần tàu hơn 100.000 thôi nhưng mà nó lôi phê. Rồi ok, đây, để đấy thôi. Này phải dài 50-60 phân. Mẹ tàu. Ui. Không có kìm à? Giật cả mình. Ống mấy lưỡi này chạy. Ấy. Móc vào tay rồi à? Rồi ok, ra bộ lăng xê này. Ra bộ lăng xê. Đang ngồi hót tịt tẹ như chim tự dưng rồi hét rồi duyệt duyệt duyệt. Quay cái bộ lưỡi này nó mới phê này. Anh em này. Lưỡi này không bị oải tí nào luôn nhá. Lưỡi không oải tí nào nhá. Ok. Đây nó vẫn móc vào đầu linh ở đây nữa. Đấy, hai con mèo ta này to phết à. Anh luồn cái cổ vào túi vào ấy. Không nó dãy đó phi mẹ. Dùng cái này phải phát. Ngồi đéo vô kịp đi được. Vợt này nhìn yếu khử mùi tanh. Ok anh em. Cười gái nhá nào. Ok anh em, bây giờ cá nó đã trứng rồi. Lúc nãy vào liên tục nhưng mà giật thì không hiểu lý do. Cá ăn hình như là rất cao thôi. Thụt đè lắc phao có cả nhưng hôm nay giật rất chi là kém, giật không được. Chính xác là cá cuốn ổ rất chi là nhiều mà giật không được, mới được hai con thôi và một con to thì ở lăng xê. Ok anh em, mà bây giờ thì sẩm sẩm tối rồi, gió nổi rất chi là ác, gió nổi rất chi là tởm. Tôi câu từ 2 giờ chiều bắt đầu ném thanh sâm, bây giờ được hơn 3 tiếng rồi. Kiểu cái gió to như này thì chắc là đến tối bó tay không câu được lục rồi. Anh em nhìn sóng này. Đấy, gió rất trên là to anh em ạ. À. Anh em kiểu này nó chắc là ăn cám về cái câu lục rồi. Sóng như này. Đây, sóng rất to, gió mầm mầm mầm. Này thì chắc là ăn hành cái vụ câu lục này rồi. May lúc chiều, lúc bây giờ nó còn đỡ gió, còn đánh được. Để xem như nào anh em. Ok. Chuyện như đùa anh em xem lăng xê này. Cá chép này. À.
một đôi chép vàng luôn ở trong một cái lăng xê. Đây là ba con chép vàng ở lăng xê rồi, không thể tin nổi. Thay đổi mỗi chuối tây với cả chuối ta câu nó kém hiệu quả hẳn luôn, chuối tây với cả chuối tiêu. Ok anh em, đây là sản phẩm này, sản phẩm của khi mà không có chuối tây lấy chuối tiêu này. Đây sản phẩm của chuối tiêu này, còn nữa đâu nhỉ, ở dưới đây còn hai con nữa cơ, không biết là tôi vứt nó nhảy đi đâu rồi. Đó, cũng cùng là chuối thôi, nhưng mà chuối tây thì lên toàn cá to, thế còn chuối tiêu thì lên cá thầu dầu này. Đấy cái bay mồi lăng xê đấy. Phúc tổ thế nào con cá mè kia nó bị rồ thế nào nên đi nó lại dính vào. Để con dính cái lăng xê. Đây còn toàn cá nhát nhát này. Anh em thấy mỗi khi tao đánh toàn trôi, trôi mới chép không? Nhưng mà hôm nay lên này, toàn là thầu dầu này. Khác mỗi chuối tiêu mà cả chuối tây thôi. Anh em để ý giúp tôi cái. Hôm nay Tết ra tôi đi mua khắp cả mấy chợ liền, không có một chợ nào có ba chợ liền. Không có chợ nào có chuối tây cả, toàn là chuối tiêu. Thế là cuối cùng thì phải về nhà lấy cái chuối tiêu ở nhà xài. Đây anh em rút kinh nghiệm nhá. Tôi hướng dẫn như nào thì cứ làm như thế thôi. Đây này. Khác mỗi cái chuối thôi mà nó thành ra như này. Ok anh em. Anh em đây. Lăng xê nó đóng một ván mút mồm luôn. Đang thở này. Nó chỉ hơn cân thôi. Đấy anh em. À. Soi của anh gỡ. Soi quay. Vừa quay vừa soi luôn. Còn mồm này là chạy có mắt. Mình lôi lúc thấy nhẹ lúc thấy nặng. Con này đẹp nhỉ. Ra thấy ông vừa hết sạch cương. Ok. Được con to buộc. Buộc rút cả đéo. Đấy, rút bên kia đầu kia. Ui thôi ra ngoài vậy. Anh móc cái dây đúng ra anh phải móc cái dây đấy vào trên này để ở trên. Ok, kiểm thoát được không? Em nhá, 8 giờ rồi. 8 giờ tối rồi đi về nhá. Cá này hôm nay giật hỏng rất chi là nhiều, chán. Đây, anh em xem cá nha. Hello anh em, đã chưa? Ôi mất. Ôi ôi anh em nhá, hàng nhá. Đấy, hàng khủng này, khủng long bọ chúa này. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em ở các cái clip sau nhá. Xin thông báo cả anh em, từ ngày mai trở đi tôi bắt đầu chuyển mùi lăng xê với cả mùi lăng xê với cả lăng xê rồi anh em nhá. Ok anh em.